Xin kính chào tất cả các quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại cái video tiếp theo của mình trong ngày hôm nay. Thì trong cái video ngày hôm nay thì cũng tiếp tục cùng với nhiều quý vị, cô chú, anh chị, các bạn mà đã theo dõi kênh Việt TV trong thời gian qua, thì mình sẽ tiếp tục cùng đi từ khu đô thị Triệu Đô. Tại sao gọi là khu đô thị Triệu Đô quý vị? Khu đô thị Triệu Đô là vì bởi vì những căn nhà ở đây ngang hai bên đường này quý vị đang thấy nè, ngang 6m, dài 23m quý vị, là một căn xếp hào ở đây có trị giá trên 3 triệu đây một căn ha. Trên 3 triệu đem một căn đó, cho nên thành ra mình gọi là khu đô thị Triệu Đô, khu Sa La quận 2. Và mình sẽ đi về phía trung tâm quận nhất ở Sài Gòn sẽ có những điều gì bất ngờ và bất ngờ như thế nào quý vị, để coi thử bà con ở đây đổ đô ra sao. Thì trong những ngày vừa qua quý vị, khi mà giá đô liên tục tăng liên tục trong những thời gian vừa qua, thì ở đây quý vị bà con xúm vô xếp hàng dài vây kín luôn cái tiệm đổ đô ở khu vực trung tâm chợ Bến Thành. Thì hôm nay mình sẽ cùng với chị kính chị đi trong cái buổi sớm ngày hôm nay, thì coi buổi sáng ngày hôm nay thì cái coi thử ở bên đó nó có đông không, nó có nhộn nhịp không, bà con có vay kín để đổ đô khi mà giá đô ngày hôm nay quý vị ở một đô la Mỹ ở ngân hàng ha, ở ngân hàng cũng đã tăng lên rất là nhiều so với ngày hôm qua, là một đô la Mỹ ở ngân hàng quý vị là 24.355 đô. Nếu ở ngân hàng mà một đô la Mỹ mà 24.355 đô, như vậy là 100 đô quý vị đổ được tới 2.435.500 đồng. Thì ở thị trường tự do có thể lên tới 25 rồi vị, 45 rồi. Thì chúng ta sẽ tới chợ Bến Thành thì mình sẽ vô coi như nào, nếu như mà vắng người thì mình sẽ đổi cho quý vị coi trực tiếp luôn. Còn nếu đông thì mình sẽ cập nhật cái giá ở đó cho quý vị coi. Cái gì ha? Đó, nếu nhiều đông. Rồi quý vị, đó là tỷ giá đô la Mỹ ha. 1 đô la Mỹ của chị đổi được ở thị trường ở ngân hàng là 24.355 đồng. Ở 1 đô la Úc quý vị đổi được 15.596 đồng. 1 đô Canada được 17.745 đồng. 1 yên Nhật thì được 161 đồng. 1 euro thì được 26.076 đồng. Euro ha, 1 euro được 26.076 đồng. Thì mình đang đứng ngay ngõ tư Nguyễn Cơ Thạch và Mai Chí Thọ. Đường Mai Chí Thọ là được mệnh danh là một trong những con đường đẹp của chị các bạn, đẹp còn như nhất ở Sài Gòn hiện nay. Rất là rộng, rất là nhiều làn đường và cây cối xanh tươi rất là đẹp. Và nhiều cô chú anh chị Việt Kiều về nhìn thấy con đường Mai Chí Thọ này quý vị và con đường Nguyễn Cơ Thạch này thì mọi người rất là trầm trồ, đẹp như ở trời Tây. Đường xá quá tuyệt vời, rộng rãi tới 90 làn xe quý vị, mười mấy làn xe, quá tuyệt vời quý vị ha. Rồi chúng ta tiếp tục đi quý vị. Rồi, 1 euro quý vị đổi được 26.076 đồng. 1 đồng Thụy Sĩ quý vị đổi được 27.685 đồng. 1 bảng Anh được 30.361 đồng. Đây là mình đang cập nhật giá ở ngân hàng nha. Chút tiền tự do thì cao hơn rất nhiều. 1 nhân tệ thì 3.343 đồng. 1 đô Singapore thì được 17.823 đồng. 1 bạc Thái thì 610.000 đồng. Còn 1 đô Hồng Kông thì 3.061 đồng. 1 won Hàn Quốc thì 15.816 đồng. Đó quý vị, đó là cái thông tin về cái tỷ giá ngoại tệ ở trong ngân hàng là như vậy. Thì mình sẽ đi qua bên phía chợ Bến Thành mình coi thử bây giờ quý vị. Bây giờ thì bà con mình bắt đầu đổ đi chơi Tết rất là nhiều quý vị, những bà con ở dưới quê, những bà con ở những tỉnh thành gần ở Sài Gòn, là bây giờ trong cái thời điểm này là bắt đầu người ta bắt đầu đổ về các cái trung tâm quận nhất để chụp hình nữa vậy, rất là đẹp. Tại vì khu phố Ông Đồ này là chuẩn bị khai trương để cho nhiều người, phố Ông Đồ khai trương để cho nhiều người có thể tới đó quay phim chụp hình của chị các bạn trước Tết cả hàng tháng đó, phố Ông Đồ. Và cũng như trước cổng chợ Bến Thành quý vị, bây giờ người ta cũng đã trang trí các cái hoa mai hoa đồ, nhiều người tập trung người đây chụp lại cái cảnh của bà chợ Bến Thành và cũng như cái những ngày hội Tết quý vị thì đông vui như thế nào, thì mình cũng sẽ quay cho quý vị của chị các bạn trong những ngày sắp tới ha. Mình sẽ quay nhiều video hơn nữa để gửi quý vị của chị các bạn. Và trong thời gian tới thì mình cũng có liên hệ và hợp tác một em gái quý vị ở bên Mỹ ha, bên Mỹ, để cập nhật những thông tin tin tức về đất nước Mỹ và cũng như bầu cử Mỹ, gửi đến quý vị của anh chị các bạn trong thời gian tới. Quý chị để quý vị có thể nắm bắt được tình hình bầu cử ở Mỹ như thế nào, tổng thống Trump sao, cựu tổng thống Trump sao, tổng thống Biden như thế nào và các thượng nghị sĩ ra sao, các tiểu bang ra sao quý vị, và tin tức bà con Việt Kiều mình ở Mỹ, thì mình cũng đã liên hệ và hợp tác với em gái, thì có thể trong tháng này hoặc là đầu tháng sau thì mình sẽ có những thông tin và tin tức
từ em gái cung cấp về cho mình để đăng lên kênh, để quý vị của chị các bạn có nhu cầu xem các thông tin tin tức thời sự bà con gốc Việt ở Mỹ thì bà con có thể ủng hộ ha, để em gái có động lực làm ra nhiều video gửi với đến quý vị của chú anh chị các bạn. Rồi tiếp tục chia sẻ với quý vị của chị các bạn thì bây giờ thì cũng từ Tết rồi thì ở các sân bay, ví dụ sân bay Tân Sơn Nhất thì quý vị biết rồi, cứ mỗi năm không những sân bay quốc tế mà kể cả sân bay nội địa, cứ mỗi năm tới xuân về Tết đến quý vị thì bắt đầu người người sẽ đổ về Việt Nam mình đón Tết đón cùng gia đình. Và khi nhiều người trở về Việt Nam thì quý vị của chị sân bay sẽ đông nghịt người, đông kín người, bởi vì lý do gì mà rất là nhiều những mà khách quốc tế vậy, những du khách quốc tế mà lần đầu tiên đến Việt Nam vậy, những khách nước ngoài mà lần đầu tiên đến Việt Nam rất là ngỡ ngàng với những cái gọi là rất là ngỡ ngàng với những cái sân bay của quốc tế của Việt Nam mình, là ngỡ ngàng vì lý do vậy, là vì có sân bay lúc nào cũng đông kín người đứng chờ người thân, chờ người nhà. Có nhiều người của chị tận ở gần Tết đó, có những người ở tận Sóc Trăng, Đồng Tháp và nhiều các cái tỉnh thành ở miền Tây, quý vị có gì đi lên sân bay rất là sớm. Có nhiều khi có một gia đình quý vị đón một hoặc hai người Việt kiều về thôi, nhưng mà đi thêm một chiếc xe có thể là từ 10 đến 20 người đó, chàng kín ở phía trước cổng của chờ đón người ở sân bay Tân Sơn Nhất quý vị. Thì cái khung cảnh mà đông đúc như vậy thì cũng có nhiều cái ý kiến, cũng có nhiều cái quan điểm đưa ra. Thì nhiều cô chú chỉ còn thôi thì Việt kiều về thì bây giờ Việt kiều thì về thì một người hai người đón được rồi, hoặc Việt kiều tự thuê xe về. Nhưng mà quý vị thì đó là những cái tấm lòng, những cái tình thương ha, đó là cũng rất là quý. Thì cái thế hệ này thì hiện nay thì vẫn còn như vậy, không biết từ năm hoặc là 10 năm sau thì cái thế hệ mà cũ qua đi, thế hệ mới thì người ta có thay đổi như thế nào không biết. Thì lúc đó thì mọi chuyện nó cũng quá rõ rồi. Bây giờ thì đương nhiên Việt kiều thì ở Việt Nam mình bây giờ cũng đã nắm bắt được hết cái tình hình bà con Việt kiều bên đó làm ăn khó khăn ra sao hay như thế nào, thì bây giờ cái thời buổi 4.0 là thì nó nắm rõ thằng mặt hết trơn rồi, đúng không quý vị? Đúng rõ hết trơn rồi, cho nên thành ra thực sự ra mà nhiều cô chú anh chị nói là Việt kiều bây giờ cũng như Việt Nam chứ khác gì đâu, mà mọi người chen nhau đón, cái đó là cái tình cảm gia đình, cái tình yêu thương, tình gọi là cái chuyện tình cảm mà mình không thể nào nói được quý vị. Dù có là dù nghèo khó hay là như thế nào, nhưng mà hay là làm công hay làm, nhưng mà Việt kiều quý vị về lâu ngày, người con xa xứ, người con xa quê hương về thăm quê hương là quá vui, quá tuyệt vời rồi đó. Thường thường á, lần gần Tết này á, thì cũng sinh ra một cái vấn đề nữa là Việt kiều Việt Nam mình có nhiều cái chuyện e dè không dám về Việt Nam ăn Tết. Ăn Tết là sợ, lý do Việt Nam Tết á, thường thường Việt Nam mình có cái thông tục là gọi là lì xì. Lì xì thì đa số mà Việt kiều mà về Việt Nam mình á, mà không lì xì á, thì sao xem được. Thì những ví dụ như về quê đi, rất là nhà họ hàng bà con anh chị em rất là đông, ở nhà vài chục người mà một người quý vị thì cho 50 đô, người 50 thì 10 người mà quý vị hết 500 đô, mà quốc chơi cho 20-30 người thì quý vị nghe ha, mấy ngàn đô thì cái tiền lì xì không chưa kể tiền này tiền nọ nữa, tiền mình về chơi ăn uống vui chơi đi này nọ nữa, thì quý vị thấy không, nên nhiều Việt kiều rất là ngán ngẩm. Không phải là Việt kiều mà ngán ngẩm cái vấn đề này đó quý vị, mà nhiều Việt kiều chia sẻ là không dám về Việt Nam mình trong dịp Tết. Thì đó là đối với tùy theo gia đình ha, tùy theo mọi người thôi chứ không phải gia đình nào cũng như vậy quý vị. Là mình mới vừa qua cái cầu Ba Son ha, Ba Son, và mình đã xuống đường Tôn Đức Thắng ha. Tôn Đức Thắng thì quý vị của chị bạn trước đây là đường Cường Đẻ ha, Cường Đẻ, thì để cho những cô chú chị lớn tuổi của chị biết được là mình đang đi trên con đường nào ha, trên con đường nào. Thì quý vị thì không phải là những quý vị của chú chị Việt kiều về Việt Nam mình mà lì xì như thế, và kể cả những ví dụ như ở Sài Gòn đấy, mọi người vô Sài Gòn đi làm ăn kinh doanh rồi ở Sài Gòn rồi lâu của chị các bạn Tết về quê thăm họ hàng, thăm bà con thì cũng phải có một chút quà, một chút tiền biếu cho ba mẹ mình, đó là điều ba mẹ hoặc là anh chị em ở quê nhà nó khó khăn một xíu, thì đương nhiên cái đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà vấn đề là lì xì cho những em nhỏ, thì hồi trước đây quý vị, trước đây á, thì lì xì cái mang cái tính chất là gọi là có bông bao lì xì đỏ là người ta vui rồi. Nhưng mà cái thời buổi càng ngày về sau quý vị, thì bây giờ những đứa nhỏ mà nó 3-4 tuổi thôi là nó đã biết được, nhìn được cái mặt đồng tiền nó ra sao rồi, mà mình lì xì nó mà nó khơi ra ngay mà thấy đồng tiền nó nhỏ quá, nó trè môi quý vị, nó chê liền đó. Cho nên thành ra nhiều không phải là Việt kiều cũng e dè đâu, mà kể cả Việt Nam mình cũng e dè về vấn đề đó nữa vị. Thì đó là cái thông tục thôi. Mình hy vọng thì có thể là
sau này thì mọi chuyện nó sẽ thay đổi và mọi điều nó sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng mà cái vấn đề này thì cũng chia sẻ đến quý vị của anh chị các bạn, đó là tùy theo mỗi gia đình ha, tùy theo cái gia đình của người đó thôi, tùy theo cái cách mình sinh sống là sao thôi, chứ không phải là vì cái vấn đề mà lì xì mình sợ mình không về Việt Nam ăn Tết quý vị ha. Chúng ta cứ về ở sân bay rất là đông quý vị, nhộn nhịp và rất là tuyệt vời. Thì quý vị có cái này là ý kiến chia sẻ thôi, để cho nhiều quý vị của chị có thể hiểu hơn và thôi một số thông tin ha. Mình cũng đi sắp tới quý vị, sắp tới quận chỗ trung tâm chợ Bến Thành đó, phía trước chúng ta là ngay Trần Hưng Đạo này quý vị ha, ngay chỗ có dòng xe Trần Hưng Đạo. Trước đây thì chỉ ra là bến sông Bạch Đằng á, thì có khách sạn 5 sao, và sau này thì Nhật Bản nó kéo khách sạn về nước vậy, kéo khách sạn 5 sao về nước, thì ngay chỗ khu vực khách sạn 5 sao đó thì bây giờ là người ta làm cái bến bến sông Sài Gòn. Thì quý vị của chị bạn về mà muốn dạo quanh ở khu vực bến sông Sài Gòn này, đi chạy vòng để ngắm cảnh thành phố trên sông á, thì quý vị ra đây đón bến sông Sài Gòn đó khoảng 15-30 ngàn cho một vé, để quý vị của chị có thể đi dạo một cái vòng cũng khá xa, quý vị đi khá xa đó, đó vòng trên cái sông bến sông Sài Gòn đó ha, ngay chỗ trước chỗ Trần Đạo đứng chỉ tên ra bờ sông đó. Còn quý vị của chị muốn đi xe buýt mua trần á, thì trời mát mát quý vị, trời mát mát mà chiều chiều mát rồi đó, thì quý vị ra ngay chỗ trước cổng nhà hát thành phố đây quý vị, ngay chỗ trước cổng phố đây, thì quý vị của chị các bạn đây mình sẽ quẹo qua đây là sau lưng nhà hát thành phố này, quẹo qua đây này đó, ngay cổng nhà hát thành phố đây thì sẽ có cái xe buýt mua trần màu đỏ á. Thì quý vị của chị các bạn có thể lựa chọn cái xe buýt mua trần đó để quý vị của chị các bạn có thể đi đi tham quan khắp ở Sài Gòn trên cái mưu trần đó vào các buổi chiều tối, cũng khá là tuyệt vời, khá đẹp đó quý vị ha. Đó, chúng ta chạy một vòng nè, thì bây giờ thì Tết rồi ha, thì mọi người cũng sẵn sàng và chuẩn bị cho cái mùa Tết sắp đến. Thì thời buổi này quý vị thì kinh tế thì trong thời gian vừa qua thì quý vị cũng biết rồi. Trừ khi mà tình hình bệnh xảy ra, rồi sau đó thì tới bên phía Nga, rồi kéo theo cái tình hình ở châu Âu, kinh tế khó khăn nên nhiều Việt kiều ở châu Âu cũng rất là gọi là lâm vào cảnh gọi là khó khăn quý vị, nhất là ở châu Âu khó khăn hơn ở Việt kiều Mỹ đó. Xe buýt mua trần quý vị thấy không? Ở ngày đó vị ở bên tay trái màn hình quý vị thấy có xe buýt mua trần đó. Thì ở châu Âu quý vị thì hình hình kinh tế nó cực kỳ khó khăn và nhiều các cô chú chị Việt kiều ở bên đó làm ăn cũng rất là cực khổ và rất là vất vả trong cái năm vừa qua. Thì có thể là nhiều cô chú anh chị Việt kiều cũng không có về Việt Nam, cũng như ở Mỹ thì kinh tế nó cũng đỡ hơn một phần nào đó so với các quốc gia khác, nhưng mà nhiều cô chú anh chị Việt kiều cũng lâm vào cảnh cũng khá là khó khăn, có nghĩa là không có thu nhập, không có cao, không có vượt bậc, không có dư nhiều tiền mà để có thời để về Việt Nam mình chở được. Cho nên thành ra cái năm này quý vị thì cái giá vé máy bay nó rẻ hơn một năm. Nó rẻ hơn một năm quý vị, thì có nghĩa là hầu cái tháng 9 tháng 10 á, thì giá vé nó còn cực kỳ đắt. Nhưng mà bắt đầu qua cái tháng 1 của chị, qua đầu tháng 1 năm 2024 á, thì bắt đầu cái giá vé nó giảm sâu quý vị, giảm xuống, giảm một vé máy bay giảm xuống 300-400 đô. Còn trước kia ví dụ như bay từ Mỹ, từ San Francisco bay thẳng Việt Nam là ví dụ như là hơn 2000 mấy, bây giờ nó giảm đi 300-400 đô cho một vé cho quý vị bay thẳng khứ hồi hai chiều, còn khoảng 1700, 1700, 1700, 1700 tùy theo. Rồi quý vị chúng ta tới ngay chỗ phía chợ Bến Thành, quý vị thấy không, thì trước cổng Bến Thành bây giờ ta chia là không còn vòng xoay nữa, thì có một công viên đó quý vị thấy rất là nhiều bà con tới đây tụ tập cái gì để chụp hình này đó quý vị ha, áo dài áo đỏ áo xanh áo hồng đó, áo dài đủ kiểu hết quý vị để chụp hình quay phim. Phía bên này thì có những hai cây mai quá tuyệt vời quý vị ha, đó mọi người quá chừng luôn chụp hình luôn đó, thì mình quay lướt vào thôi, còn video sau thì mình sẽ chạy vô công viên rồi luôn để mình quay một cảnh ở quanh công viên này, người ta sẽ chụp hình ra chơi đón xuân như thế nào để đông đúc nhộn nhịp ha, để gửi đến quý vị. Đây mình qua tới cửa tây của chợ Bến Thành quý vị, để mình chạy vô ha, mình chạy vô mình coi, mình sẽ đổi trực tiếp đồ bên trong đó luôn để cập nhật đến quý vị cô chú anh chị các bạn để nắm bắt được cái thông tin chi tiết. Ồ, bất ngờ quá quý vị ơi, bất ngờ quá, đông đông kín luôn quý vị. Đây không phải là khách du lịch không mà vượt bà con Việt Nam mình ha, xếp hàng dài từ bên ngồi xe bên trong,
cực kỳ đông quý vị. Chưa thấy bao giờ mà đông ngỡ ngàng như hôm nay quý vị. Mấy hôm trước thì cũng đông lắm, nhưng mà không đến nỗi mà đông như hôm nay quý vị. Quý vị thấy đông không? Để mình sẽ đi qua bên cái bên Hà Tâm bên kia ha, bên Hải Mai Văn thì qua bên Hà Tâm bên kia luôn, để coi thử đông như thế nào ra sao đúng quý chị. Và giá đô ở đây quý vị, giá đô ở đây, đây mình cập nhật quý vị của chị luôn ha. Giá đô ở thị trường tự do hiện nay quý vị của chị 100 đô la Mỹ vì đổi được tới 2.488.000 đồng. Như vậy là chỉ còn có 1.200 nữa thôi là đụng ngay cái ngưỡng 25.000 đô cho một 25.000 đô. Thì cái giá này 25.000 đô này thì năm 2012 đó vị, tháng 11 năm 2012 á, thì cái thời điểm á thì giá đô đã lên tới là 25.300 đồng, và sau đó thì tụt xuống 23 mấy, 23, 23 mấy, 23, 24. Thì bây giờ nó đã lên lại tới con số quý vị, lên số là 24, gần 2488 rồi. Đó, thì có thể trong vài ngày tới thì không biết, chuẩn bị sắp cận Tết rồi, không biết có lên tới con số 25 không. Đó quý vị thấy không? Đông bên này cũng đông đen luôn quý vị. Đó, mọi người cũng vay kín luôn quý vị thấy không? Xếp hàng vay kín luôn. Đó, đóng trước bên hông bên đồ xếp hàng dài này. Đó, không phải là khách quốc tế mà ta mình thấy là người Việt là nhiều quý vị. Không biết người Việt mình đâu tiền cũng nhiều ghê ha. Cứ đô mà tăng lên là coi như xếp hàng dài nữa quý vị đó. Xếp hàng dài để đi đổi đô ở cổng Tây chợ Bến Thành. Thì không biết quý vị có chú anh chị các bạn ở các quận huyện khác như là quận nhất, quận nhì, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận Chánh, Tân Bình, quý vị biết cái điểm nào mà đổ đô giá nó cao không thì quý vị có thể cho mình cái địa chỉ bên dưới video này ha. Thì mình sẽ đi tới đó, mình sẽ đổi và mình sẽ cập nhật quý vị của anh chị các bạn coi cái giá đô ở đó nó có cao như chợ Bến Thành hay không, để quý vị của chị các bạn ở những khu vực gần đó vì có thể đổ ra đổi cho nó tiện ha. Chứ còn trong thời gian qua thì nhiều quý vị của chị đã yêu cầu mình là luôn luôn cập nhật các cái tỷ giá đô ở bên cái khu vực chợ Bến Thành này, cho nên mình cũng cập nhật quý vị. Thì khu vực này rất là đông, cả hàng vài chục cái tiệm đổ đô lận, nhưng mà hai cái tiệm đó là coi như là đông nhất, bà con chen chân nhau nhộn nhịp nhất, và cái giá đô đổi ở đó gần như là mình thấy nó cũng cao, cao hơn so bên kia. Ví dụ như đổi 100 đô thì chênh lệch nhau 1.000, 2.000 quý vị, có 1.000, 2.000 à. Đó, mà bên kia người ta không có chen chân, và ở đây là chen chân. Thì quý vị của chị các bạn có thể qua bên cũng Nam ha, cũng Bắc rồi đó, thì rất là nhiều. Mình bữa trước mình cũng đi đổi mấy cái tiệm này, thì nó video trước mình mới vừa đi đổi quý vị. Thì tất cả các điểm thì nó chênh lệch nhau có 3.000 thôi. Thì quý vị của chị các bạn đỡ xếp hàng thì quý vị có thể qua bên các cái cổng Tắc Bắc, cổng Tây ha, cũng Nam rồi đó. Thì chúng ta đổi thì giá nó như vậy, thì quý vị của chị các bạn có thể đưa ra ý kiến ha. Rồi, cái video tới đây thì mình cũng xin tạm dừng quý vị, và sẽ hẹn gặp lại quý vị của chị các bạn ở video sau, là cũng khá dài rồi. Video sau thì mình sẽ tiếp tục cùng quý vị của chị các bạn đi cập nhật những thông tin, tin tức mới về tình hình quý vị của chị bà con việt vào Việt Nam, quy định nhập cảnh, giá vé máy bay cũng như số tiền hàng hóa hành lý, quy định nhập cảnh để quý vị có thể nắm bắt, và cũng như vấn đề nhập cảnh nhanh như thế nào để quý vị có thể về Việt Nam mình một cách tốt đẹp nhất ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị của chị ở video tiếp theo.